Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Vặt TV. Hôm nay Ăn Vặt TV sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món mực chiên giòn béo ngậy giòn tan. Từng miếng mực được chiên giòn thơm ngất ngây khi được dùng kèm với tương ớt và sốt marinade. Và cách làm món mực chiên giòn ngon đúng chuẩn cũng rất đơn giản. Hãy cùng Ăn Vặt TV vào bếp để thực hiện các bước chế biến món ăn này các bạn nhé. Về phần nguyên liệu ở đây mình có trứng. Mực thì mình chọn mực ống các bạn nhé. Và bột chiên giòn. Nguyên liệu thật đơn giản phải không các bạn? Đầu tiên thì mình sẽ tẩm một chút hạt nêm vào trong phần mực này các bạn nhé. Mực ở đây thì mình đã cắt các khoanh tròn của mực thì có chiều dài khoảng tầm 1,5cm. Mình sẽ trộn với hạt nêm để mực ngấm gia vị. Bạn nhớ là khi mà mình rửa mực ấy thì mình nên rửa với nước có pha thêm rượu trắng thì sẽ làm cho mực của chúng ta thơm ngon hơn rất nhiều ấy. Tiếp theo thì mình trộn bột chiên giòn vào trong bát mực này. Mình cũng sẽ trộn thật đều lên để cho bột sẽ bám vào mực. Tiếp theo là mình sẽ cho phần trứng vào trong tô và mình cũng sẽ trộn thật đều lên. Và mình tiếp tục đổ bột chiên giòn vào để sao cho bột bám vào các miếng mực của mình thật là đều. Mình sẽ để cho mực ngấm gia vị các bạn nhé. Sau đó thì mình bắc chảo lên bếp và cho một lượng dầu ăn vào chảo. Mình sẽ đợi dầu sôi và nóng già thì mình sẽ cho mực vào trong này các bạn nhé.
chúng ta nhớ là vẫn lửa nhỏ thôi. Mình sẽ lật các miếng mực để cho mực chín đều vàng. Khi mực có mùi thơm hấp dẫn và vàng rộm đều ấy, thì có nghĩa là mực đã chín. Chúng ta sẽ vớt ra và mình sẽ để cho phần mực ráo dầu. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong món mực chiên giòn béo ngậy, giòn tan thơm ngon rồi. Chúc các bạn sẽ thành công với món ăn này. Các bạn nhớ đăng ký kênh Ăn Vặt TV để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.